Chào quý vị và các bạn, trước mắt quý vị là một mẫu lọc của Pioneer, mẫu mã là 3 con 5. Mẫu lọc này cửa hàng tôi bán giá 4,8 triệu, và hình thức của mẫu lọc này thuộc dạng đẹp xuất sắc luôn. Riêng với mẫu lọc 3 con 5, 3 con 7, hình thức còn được như này tôi dám khẳng định hai từ xuất sắc. Xuất sắc luôn. Bởi vì những mẫu lọc này thường nó rất xấu, nó cũ. Đặc trưng của cái dòng Pioneer, lọc Pioneer nó là như vậy. Lọc dùng đa cầu điện. Ở đây tôi đang chạy điện 220. Nó có cái xoay đặc trưng. Pioneer 35, 37 đều đa cầu điện hết. Sản xuất tại Nhật Bản. Hai đường vào âm thanh, đường vào line, đường vào tape ở hai đầu. Còn đường xuất trong ở đây, màu đỏ. Đó. Bề ngang là 42 cm, chiều cao chắc tầm 11-12, bề sâu chắc tầm 30. Tôi sẽ chỉnh nhạc cho anh em nghe kỹ một chút. Khi có lọc đèn sẽ sáng ở đây. Còn đây là đường báo thanh, hai đường báo thanh, nó mang chuyển hệ ở đây. Đó. Thì đeo tai nghe hoặc nghe có bộ dàn sẽ rõ. Biết gì một đêm, tha thiết chi một đêm, rời xa nhau nghìn trùng. Lệ này cho anh, hay lệ này cho chưa các bác? Đó là một mẫu lọc VIP của Pioneer, 7 cần gạt cho từng vế loa, rất dễ sử dụng, có mỗi 2 nút này thôi, có lọc và không có lọc. Ở đây là đường vào thay. Giữ mãi bóng hình xưa, đời ai cũng có giây phút chắc yêu sai khờ, và em đã biết biết anh sẽ chẳng yêu em đâu, em sẽ không quên giây phút bên nhau. Chào anh không có lọc. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng ai kia đâu, chỉ riêng em. Khi có lọc vào thì các bác nghe nhạc, các giải âm nó sẽ căng, nó sẽ rõ, trong trẻo hơn rất nhiều. Và giá trị của bộ dàn âm thanh nó sẽ nâng lên. Nó nâng lên hơn 5 triệu, 10 triệu, 15 triệu luôn. Khẳng định một điều đó luôn các bác nhé. Giả sử âm ly các bác 5 triệu thì khi ghép lọc của nó có thể hay hơn cả con âm ly 20 triệu. Dám khẳng định điều đó luôn. Bởi vì con âm ly 20 triệu dù gì nó cũng chỉ có chỉnh âm sắc trong nó. Nhưng mà khi mình ghép một con âm ly bình thường với một con lọc thì chất âm nó sang một cái kiểu khác ngay, sẽ rõ ràng bát chép hơn rất nhiều so với một con âm ly không có lọc. Quan trọng là cái con âm ly mình ghép đấy nó có đủ công suất hay không. Vâng, xin cảm ơn, hẹn gặp lại. Giá chuẩn 4,800,000 đồng tại cửa hàng. Các bác ở xa sẽ mất tiền cước vận chuyển, đó là tiền xăng xe đi lại tầm 100-150,000 nếu xa. Và con lọc này có kích cỡ bề ngang là 42, bề cao tầm 10-11-12, thì sâu tầm 30, chắc gần 30 hoặc 30. Goodbye.